Vâng, xin chào quý vị và bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiến Sát Hà Nội. Thì đây là chiếc xe tải T380 của tập đoàn Đế Hàng Ô Tô. Cùng có rất nhiều video và giới thiệu về kỹ thuật của mình rồi, giới thiệu trải nghiệm rất là đầy đủ hết rồi. Chỉ có những xe tải T380 này hiện tại đang khá là thịnh hành. Doanh số bán ra trong cái thời điểm là từ tháng 1 đến tháng 2 bây giờ của riêng đại lý Tây Lô chúng tôi đã hơn 100 xe rồi. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ những cái đối thủ của nó đang tăng giá rất mạnh. Những cái đối thủ của nó như kiểu K200, K250 hay là Hyundai H50, bây giờ những cái đối thủ đấy đang tăng giá rất mạnh. Và những thời điểm mà H150 nó tăng lên đến 20 triệu một xe, đó, tăng lên 20 triệu một xe mà lại không có xe sẵn, nên là chiếc xe tải, những chiếc xe đối thủ đấy nó tăng giá, cái xe tải T580 này nó lại bán rất chạy. Đó, cũng một phần là bởi vì giá thành của nó xứ nguyên. Đó, còn những cái option, những cái phần phía mặt cùng thì đều chất lượng như vậy. Đó, một chiếc xe tải chất lượng với công nghệ của Nhật Bản thì anh em có thấy là với cái giá thành chỉ khoảng 350 triệu mặt thành, chiếc xe này đáng cực kỳ của chúng ta mua. Đó, thì bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào sâu chi tiết của chiếc xe này. Chiếc xe này là một chiếc xe cơ bản mà chúng tôi vừa mới lấy về. Anh em thấy bây giờ đây cũng có một số của Tùng này. Đó, đây là một chiếc xe mà phía mặt cùng là chúng tôi là cùng muốn lật nhập khẩu. Về phần cùng muốn lật nhập khẩu này thì nó sẽ có khác biệt so với cái phía mặt cùng nhà máy rất là nhiều. Về cái phần bụng này là cơ nhập con và nó là thép không phân phối nên nó rất là mềm, và những cái hàng của mình khi mà phô bằng phần bụng này thì sẽ không khiến cái phần bụng bị sửa ra. Đó, nếu mà cái phần sửa ra nó sẽ rất là xấu và nó sẽ cái thời gian sử dụng phần bụng sẽ rất là ngắn. Đó, còn với cái xe tải bụng nhập khẩu như này chúng ta sử dụng rất là mềm. Đó, thời gian nó 5-6-7 năm rồi, rất là mềm nha anh em. Đó, cái bụng này không hoàn toàn mở ra được nha. Vậy có một cái nhược điểm là cái phần bực bong này nó hơi ngắn. Đó, nó không thể ra đây, không thể làm cao được, bởi vì nếu mà làm cao thì nó sẽ bị yếu. Đó, nên là cái bong này nó sẽ làm ngắn. À, thì anh em thấy là những cái phần bực này rất nặng nhỉ, bởi vì nó là thép không phân phối, rất nặng. Đó, còn về phần sàn thì sao? Thì anh em thấy là sàn là sàn sóng và chúng tôi đã sơn một lớp chống tỉ rồi. Đó, sơn một lớp chống tỉ để khi mà anh em chở sàn, chở thì có thể là anh em sử dụng để chở hàng hoa quả thực phẩm thì vẫn tốt. Như thế này là chạy được rồi, anh em không cần phải là lót sàn nóc là gì cả. Nếu mà lót sàn thì tốt, nhưng mà để như thế này là vẫn chạy hàng bình thường, vẫn buôn bán hàng bình thường nha. Chỉ có một điều là anh em về những cái sọt đồ và sọt hàng ở thông như này thì rất là mất tiền, sọt hàng nhỏ thì được. Nếu mà anh em sọt hàng to đây, anh em bắt buộc phải em phải cửa lại. Còn về kích thước của một xe, cái xe tải T580 này thì nó vẫn sử dụng kích thước thùng là 3m3 nha anh em. Dài tổng thể là dài của thùng là 3m3, nếu mà lọt lòng thì là 3m2 nha anh em. Một kích thước thùng vừa phải, một chiếc máy đầu 1.8 với kích thước thùng 3m2 rất là phù hợp nha anh em. Đấy cũng là một lý do mà chiếc xe này bán chạy được đấy. Và bây giờ chúng ta hãy lên xem tôi tất cả mình để xem trải nghiệm lái thử chiếc xe này nha. Thì đầu tiên chiếc xe cũng đã được trang bị có bảng hai khóa điện và cả khóa cơ nữa. Anh em thấy là khóa điện với khóa cơ nó cũng có này, và hai khóa. Khi nào chúng ta không muốn thì chúng ta có thể bật mạng để hết khối. Với một chiếc xe trị giá khoảng gần 350 triệu thì anh em có một cái màu sắc rất là đẹp. Nó khẳng định chiếc xe này rất nhập rất kém thì cũng rất là 200 cả. Những cái phần như chúng ta như thấy là cái phần mà điều khiển xe thì nó sẽ hơi hướng về người lái một chút. Hơi hướng về người lái để giúp chúng ta điều khiển dễ hơn. Với tay cái là tới. Rất là thuận tiện và nó thiết kế cũng rất là đẹp nữa. Phần ghế thì như anh em thấy thiết kế rất là đẹp và nó ba ghế. Đấy, khi mà anh em không muốn nhá, anh em không muốn chung cái tựa này thì anh em phải tông cái tựa tập xuống. Đây, đây. Ở đây có cốc bể nước nha. Đó, cốc bể nước này. Thì em cũng còn rất mới, còn phòng siêu nha. Đó. Về nội thất góc chỉnh cơ bản thì anh em thấy là xe cũng đã trang bị đó là cửa chỉnh điện. Thậm chí là có cả cơm điện. Có cả gương điện. Thêm nữa một chiếc option rất là hay, bởi vì rất bây giờ thì rất nhiều xe có rồi, đó chính là vô lăng trợ lực lái. Thì cái vô lăng trợ lực lái này thì anh em sẽ rất vô lăng trợ lực lái này thì nó sẽ giúp chúng ta là sử dụng xe nó rất là thoải mái, nó không vất vả. Anh em chạy xe tải nó vất vả sẵn rồi mà sử dụng xe nó còn vất vả thì cũng là rất là mệt. Đó, thì vô lăng trợ lực lái anh em phải dùng cổ máy lên anh em xem. Đó,
màu rất êm và đèn rất nhìn thẳng. Một bàn chân lái rất nhìn thẳng. Xe cũng đã được trang bị đó là điều hòa hai chiều, như anh em thấy, một chiều lạnh và một chiều nóng. Đó. Kèm theo những cái nút quạt gió cũng như điều hướng gió ở đây, thiết kế rất là đẹp, rất là sáng bóng. Thì anh em thấy những cái phần bề cả carbon này rất là đẹp nhỉ. Vâng, và chiếc xe tải Terra 180 này sử dụng công nghệ đến từ Nhật Bản, đó chính là công nghệ Samurai của Suzu, nên là nó vô cùng tiết kiệm nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó chỉ rơi khoảng từ 6,5 đến 7 lít trên 100 km hợp. Nếu anh em chở tải nặng hơn, tầm hơn 2 tấn hàng, 2 tấn rưỡi hàng, nó sẽ rơi khoảng 7 lít rưỡi nha. Đó, một mức tiêu hao cực kỳ ít so với những chiếc xe tải của Úc. Và mức giá bây giờ của những xe tải Terra 180 này thì loanh quanh là 345 triệu với phiên bản cao cấp như phiên bản bên cạnh của đây. Đó là phiên bản cao cấp nhất. Đó. 345 triệu. Hiện tại đã được tính mạng 50%, hiện tại đã được tính mạng 50% lệ phí trước bạ của nhà máy, nên là chiếc xe này chỉ còn là 342 thôi, một khuyến mại cực kỳ lớn cho chiếc xe tải Terra 180 này. Đó. Nếu mà cả đăng ký đăng kiểm thì chỉ hơn 350 triệu một chút, anh em có thể sở hữu chiếc xe tải Terra 180 này rồi. Đó. Một chiếc xe tải máy dầu tải trọng tốt và cũng như là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu với phiên bản cũng rất là đẹp. Đó. Nếu bạn có nhu cầu cũng như là muốn được tư vấn thì hãy liên hệ tôi online qua địa chỉ màn hình, và đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ động lực để ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.